thì thân mến, một lần nữa thì mình xin phép được mời tất cả quý vị chúng ta đang giữ vé trên tay hãy di chuyển vào rạp, bởi vì còn khoảng 5 phút nữa thôi thì phim của chúng ta sẽ chính thức công chiếu. Rất là mong tất cả mọi người sẽ đồng hành và di chuyển vào rạp giúp cho Huy nhé. Một lần nữa Huy xin phép nhắc lại, xin mời tất cả mọi người sẽ cùng di chuyển vào trong rạp. Bởi vì 5 phút nữa thôi thì phim của chúng ta sẽ chính thức chiếu, và mong rằng mọi người sẽ thưởng thức trọn vẹn bộ phim này cùng với Ròm và hãy chạy cùng Ròm mọi người nhé. Xin được cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa xin phép được lưu ý rằng là phim sẽ bắt đầu chiếu trong 5 phút nữa.
chân khi ta mạnh nhất, chân khi ta nhanh nhất. Chiếu bộ phim Rồng sẽ được diễn ra. Chúng tôi hy vọng chúng mời tất cả các anh chị khách mời, các chị nghệ sĩ và các chị phóng viên báo đài. Nếu bây giờ chúng ta hãy di chuyển vào khu vực bên trong, tập trung mỗi về khu vực sân khấu để chương trình diễn ra sau ít phút nữa. Một lần nữa xin phép được nhắc lại, xin mời tất cả các anh chị chúng ta đang có mặt ở khu vực phía ngoài với lòng di chuyển vào khu vực bên trong để ít phút nữa thì sự kiện công chiếu bộ phim Rồng sẽ được diễn ra. Chúng tôi rất hy vọng tất cả quý vị sẽ có mặt ở phía bên trong để chúng ta sẽ cùng theo dõi trọn vẹn buổi công chiếu sự kiện của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay.